Vừa xem xong Suicide Squad mọi người ạ Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với MyFigures Thì mình mưa, vừa mới về khỏi nhà rồi nè Mình vừa mới về khỏi nhà Sau khi mà coi xong phim The Suicide Squad Đầu tiên mình muốn nói đây là một bộ phim rất là... Um, like, chia sẻ, bình luận, subscribe. Cảm ơn mọi người Rất là kỳ lạ Tại vì nhiều lần khi mà mình xem phim này trong gặp Mình phải quay qua... Um, và mình nhìn chị mình nói What the heck Tại mình không biết chuyện gì đang diễn ra hết Mình xem phim này với lại chị gái mình với lại uh, anh rể Lúc mà bước vào gặp đó, cả ba người tụi mình Đều có kỳ vọng rất là cao bởi vì phim này Có điểm Rotten Tomatoes ban đầu là 100% bởi giới phê bình Và Hiện tại là 98, 95 nữa không rõ nhưng mà rất là cao Và mình đọc qua review của rất là nhiều người mà mình thích và mình tin tưởng thì họ cũng cho điểm đánh giá rất, là cao họ nói đây là một bộ phim đột phá của James Gunn và có số người còn nói đây là phim DCEU mà thích nhất nữa mình có thể nói đầu tiên luôn đây không phải là phim DCEU mà mình thích nhất và mình không nghĩ là nó xứng đáng với, 10, với, với điểm 10 cũng không xứng đáng với điểm 9 nhưng mình sẽ nói đây không phải là một phim phim tệ mình nghĩ là nó là một sự cải tiến rất lớn so với lại Suicide Squad bản 2016 thứ hai nữa là mình mình sẽ nói những điều mà mình thích trước hơn đầu tiên mình rất là thích nhân vật peacemaker của John Cena không ngờ là mình thích nhân vật này tới vậy luôn nói nói chút xíu về figure tại đây đây là kênh là mô hình thì ban đầu mình không muốn mua không muốn vội mua cái wave Squad mới của McFarlane tại vì mình muốn mình kỳ vọng là sau khi mình xem xong về mình sẽ muốn mua toàn bộ cái wave này nhưng mà nói thẳng là sau khi mình coi phim về rồi mình vẫn không muốn mua toàn bộ wave nhưng mình rất muốn mua lẻ em peacemaker Uh, nhân vật của John Cena đóng đây là một nhân vật mà mình không biết chút xíu gì hết ở trong comic cho nên là mình nghĩ chính vì thế mà James Gunn uh, có quyền làm những điều mà ông muốn với lại nhân vật này bởi vì James Gunn có nói là uh, DC có ngỏ lời cho James Gunn làm Batman hay Superman nhưng mà James Gunn muốn lựa những cái nhân vật mà ít ai biết đến biết đến hơn để mà ông có quyền thỏa sức tự do sáng tạo thì mình thấy được cái điều đó uh, mình vẫn cảm giác là nhân vật uh, Bloodsport của ông, ông ông nội ông ông diễn viên tên là Arshus gì đó, mình biết là ông có đóng trong Pacific Rim gần như là một cái sự thay thế của Death Shot của, của của Will Smith thôi tất nhiên là có ấn tượng mình nghĩ là ấn tượng hơn nhân vật Death của của Will Smith trong uh, 2016 uh, nhiều hơn một chút nhưng mà mình thấy nếu mà thay thay nhân vật này bằng uh, bằng Death của của Will, của Will Smith thì cũng không có thay đổi gì nhiều lắm uh, King Shark Uh, mình rất là thích tạo hình tại vì rất là dễ thương nhưng mà mình ngạc nhiên là khi shot không có xuất hiện nhiều trong phim này như là mình nghĩ không có vai trò gì gọi là đáng kể hết và một số nhân vật khác uh, mình mình kỳ mình đã kỳ vọng là họ có nhiều đất diễn hơn nhưng mà mình nghĩ uh, nhân vật chính uh, cái tuyến nhân vật chính của phim này vẫn là Harley Halloween, uh, uh, Bloodsport, uh, Peacemaker và Batcatcher Ờ ừ, vậy thôi, mình vẫn, vẫn, vẫn nghĩ đó là những nhân vật chính của phim Và phim này có một điều mà mình đồng ý với đại đại đa số những cái bài review của giới phê Bình Đó là nó một phim mình rất là ngạc nhiên Nó đi ngược lại với kỳ vọng của mình Rất là nhiều lần phải há hốc mồm ra về vì, vì kinh ngạc Và rất là nhiều lần uh, không ngờ được lại lại là, là phim nó lại đi theo cái hướng đó Thì phim này có yếu tố bất ngờ, có yếu tố vui nhộn và đặc biệt là rất là bạo lực, vô cùng vô cùng bạo lực luôn Phim này chắc chắn là 18 cộng đúng như đen về bạo lực cũng có thậm chí khung cảnh Ờ... Uh, khỏa thân khá là không ngờ đến thì mình không ban đầu mình tính đi xem, xem, phim này trước với uh, chị mình danh giải sau đó xem với nhà thờ bây giờ mình không còn ý tưởng đó nữa, nữa rồi và mình không khuyên uh, những những uh, những bạn dưới 16 tuổi uh, nếu mình là 16 tuổi thì mình coi phim này được nhưng mà đó là mình thôi ok đó là mình thôi uh... À, vậy nên là mọi người nếu mà dưới bằng tuổi thì nên à, về à, vậy thôi phim này à, nếu các bạn à, thích God, uh, Guardians of the Galaxy nhưng mà nếu bạn à, thích thể loại phim tục tiểu hơn chút xíu à, tẩm hơn chút xíu phim này tẩm mà mình nghĩ rất là nhiều rất là nhiều lần phải ừ, thế quá thì à, có thể đây là phim dành cho bạn còn nếu bạn vào xem với kỳ vọng như là mình kỳ vọng đây sẽ một cái bộ phim đột phá một bộ phim mà mình thật sự ấn tượng thì nói thẳng mình không có được điều đó khi mà xem phim à, đây lại là một trong những bộ phim mang tính giải trí cao à, không phải một phim dở à, nhưng cũng không phải một phim xuất chúng không nghĩ mình không nghĩ là nó đạt đến cái level của uh, Snyder Cut à, nên là mình sẽ chấm phim này 7 điểm 10 7 đến 10 à, có thể 7 có thể 7 điểm rưỡi nhưng mà anh gửi mình thì uh, chấm 5 điểm thôi có thể tại lúc đó ông cũng đói bụng quá, nguyên ngày cũng chưa ăn à, Chị hai mình thì giữa giữa, không biết được à, Ok vậy thôi nha, bye bye mọi người